Xin chào mọi người. Hiện nay Thảo đang có mặt tại Lake Tahoe. Đây là hồ sâu thứ nhì tại Hoa Kỳ và cũng là hồ sâu thứ 15 trên thế giới, nằm giữa dãy núi Sierra của Nevada và có chiều dài nối dài từ bang California sang bang Nevada. Và có lẽ là đây là cái hồ mà rất là đẹp và rất là nổi tiếng cho những cái buổi vacation, những cái chuyến vacation của gia đình và con cái. Bởi vì là quý vị nhìn thấy là nước hồ nè, trong xanh và rất là sạch. Bạn nhỏ của Thảo thì đang chơi đùa đấy, cho nên là đến với lại Lake Tahoe là như là cá gặp nước vậy đó. Ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, tháng 10 rồi nhưng mà không có quá lạnh, chỉ hơi se se lạnh thôi và vẫn có nắng ấm, cho nên có rất là nhiều người vẫn đến đây để du lịch, chèo thuyền hay là chơi những cái môn thể thao dưới nước mà chúng ta nhìn thấy này, xung quanh hồ. Nhìn hồ thì gợn sóng như là biển vậy đó, nhưng mà đây là hồ nước ngọt, đây là hồ nước ngọt chứ không phải là biển, nhưng mà nhìn vẫn có sóng như là biển vậy đó. Rồi lại có một bãi cát dài trải dài nữa đấy, và có cả những con chim biển nữa. Thành ra là nhiều người cứ hay gọi là đi tắm biển ở Lake Tahoe, nhưng mà thật ra đây là hồ chứ không phải là biển, hồ nước ngọt. Đây, Thảo giới thiệu với lại mọi người nhớ cảnh đẹp của Lake Tahoe nha. Hôm nay trời nắng đẹp và rất là ấm, lại nhân dịp cuối tuần cho nên là Lake Tahoe rất là đông người. Đẹp quá. Đây là em Talia đang ở Lake Tahoe. Quả thật Lake Tahoe rất là đẹp và là một nơi lý tưởng cho gia đình, con cái. Có lẽ là Talia đang thích thú nhìn những con chim biển đây này. Em đang đứng nhìn những cái con chim biển nè. Đây là lần đầu tiên được trải nghiệm thiên nhiên một cách rất là thú vị như thế này. Mommy shark tu 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 tu. Mommy shark tu 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 tu. Mommy here. Mommy here. Okay. Tu 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 tu. Oh, grandpa shark là không còn răng nữa, là hai cái tay cụp lại như vậy đó hả? Okay. Đây là những cái cảnh mà rất là đặc trưng của Lake Tahoe, rất là lý tưởng cho gia đình con cái, mang đồ ăn thức uống, bàn ghế lều trại để trên một bãi cát mịn như thế này để mà cùng gia đình đón những ngày vacation thật là thú vị. Rồi những cái hoạt động thể thao dưới nước hay là bơi lội. Hôm nay trời nắng ấm lắm, không có gió nhiều cho nên là nó cũng không có bị lạnh. Thật sự là rất là may mắn là cả nhà của Thảo có mặt ở tại đây vào một ngày mà thời tiết đẹp như thế này.
ơi, đây mami đây. Bạn nhỏ đang kéo mẹ ra ngoài đó đây này. Em đang hát Baby Shark hả? Baby Shark tu 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 tu. Đâu? Ô Baby Shark ở đâu? Thiệt là dễ thương quá. Baby Shark tu 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 tu. Baby Shark tu 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 tu. Baby Shark tu 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 tu. Cảm thấy rất là thú vị bởi vì được đi cùng với lại gia đình và những bạn bè thân của mình để đến một cái nơi mà mình chưa bao giờ được đến, một cái nơi thật là đẹp. Những ngày ở Lac Tahoe, cả nhà của Thảo cũng đã có một cái chương trình để mà đi chơi tham quan ngắm cảnh và để cho Talia trải nghiệm thật là nhiều những cái cảm giác sống cùng với lại thiên nhiên. Ngày mai thì cả nhà sẽ cùng nhau đi tàu tham quan ở một nơi nào đó. Thảo chưa biết nữa, nhưng mà ngày mai Thảo sẽ bật mí với lại mọi người trong video clip của Thảo nha. Nếu mà yêu thích những video clip của Thảo thì mọi người nhớ bấm like, share, comments và đăng ký theo dõi để Thảo có thật là nhiều clip đẹp nữa để gửi đến quý vị và các bạn nhé. À, mami đi dép hả? Ừ, tí nữa mami lên lấy dép. Hello Talia. Talia thì rất là mê nước, cho nên là em là rất là thích hợp để đi chơi ở biển hay là ở hồ. À, đi lên hả con? Ok, đi. Mami đi theo con đi lên nha. Nào, đi lên đi con. Đây, mami đi lên nè. Chú vô đi con, chú vô. Con chú qua đi, chú qua, ok. Yes, rất nóng hả? Đây mami hấp. Nè, mami kéo lên cho nè, rồi con đi đi. Chú qua. Ok. Đây mẹ làm cho. Rồi, đi đi con. À, mami đi lên. Con đi lên trước đi. Đây, và bây giờ thì vào bên trong. Cả nhà thì đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Talia, con ăn cái gì đó? Ở chỗ gần Talia. Mami quay điện thoại. Đây. Có món một hả? Trứng chiên, ướp la, bánh mì. Có món juice của anh Tom. Đó, vẫn là cái món juice quen thuộc của anh Tom. Đấy. Sáng nay ông dậy rất là sớm nha, để em đi chợ nha. À, ba làm gì? À, ba làm. Đây là đêm hôm qua tổ chức party. Đó, sáng hôm nay là phải tẩm bổ bằng juice. Đây từ cửa nhà bước ra, view rất rất là đẹp. Đấy, Lac Tahoe ở ngoài kia. Đây, nhìn mọi người chuẩn bị cho vacation nè. Cái này chắc là cả tháng luôn đó. Giống như là vacation đó là sell swap meat or swap what the food or taco like Korean barbecue later. Đây đến nè. I'll be camp. Chắc phải đem ra ngoài rồi. Còn không, chút để mở là chắc phải. Đây đi house full. Đầy đủ hết luôn vậy đó. Em đi như này đi house full 3 ngày á. Là Samantha. Bữa tối kế tiếp. Đấy, tại Lac Tahoe chúng tôi có món salad. Đấy, được thực hiện bởi chị Tú xinh đẹp. Đấy. Và
bạn gái xinh đẹp dễ thương mang tên cô Thắm về làng, đang trang trí, đang bày biện decoration một cái gì đó mà nhìn rất là hấp dẫn. Đấy. Thấy không? Anh Franklin đang làm gì anh? Anh chà gì anh chà dữ vậy anh? Và đây là có món gì đây ta? Sườn bò đại hàng. Sườn bò đại hàng. À, cái này là steak. Đấy, có vẻ hấp dẫn quá hả? Tối nay có bộ là big party ha. Big party tại Lake Tahoe ha. Đây là hai cô cháu đang làm gì đây? Hai cô cháu đang chơi ha. Hai cô cháu đang làm gì đây? Chà chà chà. Để coi bếp trưởng nha, bếp trưởng ngoài này. Đây mami mở cửa để quay. Đây là bếp trưởng. Anh Michael. Đấy, đang làm sườn bò đại hàng mà ngoài kia là view của Lake Tahoe. Lãng mạn quá. Còn chỗ này thì chị Tú đang làm món gì vậy chị Tú? Old fashion cân. Hả? Old fashion. Old fashion. Drink. Wow, Miss Drink. Nhìn hấp dẫn quá ha. Đây, boy này giờ này mới dậy nè. Đó. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Đây, bây giờ thì mặt trời đã lặn rồi. Đó. Và cả nhà đang chuẩn bị nổi lửa. Nướng anh Tom. Rồi, đẹp quá ha, lãng mạn quá ha. Thalia có đồ chơi mới nè. Ôi đẹp quá. Đẹp ha. Ngoài kia là Lake Tahoe. Sunset quá đẹp. Okay, here we go. Hello. Hello. Hôm nay cả nhà thuê một cái tàu để đi tham quan Lake Tahoe. Yeah. À, rất là bất ngờ là anh Jason anh biết lái mà Thảo thì không biết bơi. Thảo thì không biết lái, giả lộ không biết bơi, thấy ông lái sợ quá, giờ chuẩn bị mặc phao vô nè. Quá đẹp để
mà đi tàu không quá lạnh mà cũng không quá nóng. Đấy. Em ơi, nhưng mà mỗi lần mà chạy nhanh á là sẽ có gió lớn, thành ra là Thảo lúc nào cũng phải chuẩn bị đồ cho Talia, đồ ấm cho Talia nè. Đấy. Lát má cho nè. Theo kinh nghiệm của Thảo đó thì mỗi lần mà mình đi tàu mà có trẻ em á thì nên đem theo mũ len, bởi vì là sẽ giữ ấm cho bé, mà nếu mà gió lớn thì cũng không có bị bay. Bởi vì là nếu mà mũ kết giống như người lớn đội đó thì gió lớn quá nó sẽ bay. Còn mũ len là giữ ấm cho hai cái lỗ tai của con nè, mà lại không có bị bay khi mà có gió lớn nè. Rồi phải mua một cái phao, một cái life vest cho bé để cho an toàn và để gọn gàng, mà vừa giữ ấm mà vừa gọn gàng thì nên mặc áo dài tay. Đấy, dạng áo dài tay mà có giữ ấm thì mình đỡ phải mặc thêm một cái áo khoác cồng kềnh nữa. Mà áo dài tay, mặc quần dài mà dạng quần jean legging ôm để cho bé ấm nè. Đó, rồi mang giày cho bé, giày tennis shoe cho bé. Đấy, thì như thế là bé vừa gọn gàng vừa giữ ấm được nữa, rất là an toàn cho bé. Tại vì dù là trời nắng nóng nhưng khi mà tàu chạy đó thì gió sẽ lớn và sẽ có gió lớn và sẽ lạnh. Thành ra là lúc ba ở trên bờ thì mình cứ nghĩ rằng là nóng quá thôi, mình mặc đồ gì đó thật là nóng, thật là gọn gàng cho con. Nhưng mà thật ra là khi mà ra tới ngoài hồ hay ra tới ngoài biển đó, gió lớn thì con sẽ bị lạnh. Đó là kinh nghiệm của Thảo. Đó, cho nên là Thảo nè đã lo rất là chu đáo cho Talia trước khi ta là... Bây giờ mới bấm nè, rồi nói gì đi chứ ta quay mà không ai nói gì hết. Đâu được. Nói gì bây giờ? From Lake Tahoe, California. Hello, hi. Lake Tahoe and San Jose. And I don't know about Florida. No lobster here. No lobster from Florida. Bây giờ định nhảy xuống bắt lobster hả hay sao? Có. Yeah, sure. Oh, show me. Yeah, we have to go back now. Yeah. Rồi ông chủ quay về lái tàu đi ông chủ ơi. Bây giờ thì chúng tôi dừng tàu lại để ăn bánh mì chả lụa dưa leo, rồi cho mấy con chim nó ăn, nên là nó bay tới nhiều lắm, đẹp quá ha. À. Yeah. Thích quá. Chà, nhiều quá ha. Nhiều không con? Hả? Talia ơi. À con cho chim ăn hả? Ok, để mẹ quay con cho chim ăn nha. Thay ngoài này nắng không? Dạ. Thảo đó. Thảo cứ quay không mà. Hả? Ăn không? Ăn đi chứ để có bụng. Wow, Talia cho chim ăn kìa, thích quá à. Con thích không? Đẹp quá nè. Cảnh này đẹp quá con ơi. Cảnh này là để lại làm kỷ niệm cho Talia nè. Đẹp quá, ở sao ở đâu ra nhiều mấy con chim này quá à. Đây ở Lake Tahoe đó. Wow, cái cú vừa rồi đẹp quá anh Jason ơi. Chim nó bay lên đẹp quá. Wow. Đẹp quá. Come on, say
is here. Ngày cuối cùng ở Lake Tahoe thì gia đình của Thảo ở tại một cái resort. Nơi đây cũng là nơi tổ chức các cái cuộc thi Olympic, cuộc trượt tuyết ở trên cái dãy núi cao ngay trong ngay tại trong cái resort này. Và họ có cho thuê xe đạp để đạp xe đạp xung quanh những cái dãy núi ở xung quanh cái resort này, bởi vì là nơi đây cũng là nơi mà tập trung rất là nhiều du khách đến đây để tham quan, bởi vì là xung quanh resort này rất là đẹp, cảnh rất là đẹp. Và bây giờ thì Thảo mời mọi người tham quan cái chỗ mà người ta hay tổ chức trượt tuyết nha. Đây, cái ngọn núi ở trên đó đó, cái núi cao ở trên đó đó, mỗi lần mùa đông tuyết rơi thì người ta tổ chức trượt tuyết từ trên cái ngọn núi đó xuống dưới đây. Cho nên là cái resort này nó rất là nổi tiếng. Và ngày cuối cùng ở Lake Tahoe, gia đình Thảo đã chọn nghỉ ngơi tại cái resort này để em Thalia trải nghiệm. Bây giờ mình đi coi thử coi là papa của Thalia đang thuê xe đạp để cho em được đi chơi. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Em đây đó hả? Wow! Hello! Đó, em ở trong đó đó. Papa chở em đi hả? Talia! Hello Talia! Go this way, right? Hello Talia! Đây, ba thuê xe đạp để chở em đi. Có. Dạ ok. Thì hiểu chưa? Đi. Đó, đi trước mặt Thảo là anh Franklin. Nãy nhờ đạp xe mình mới thấy được rằng cái giá trị của cái resort mà mình ở. Tại sao mà một đêm giá cả nó khá là mắc tiền. Bây giờ đạp lên cao, lên dốc nha. Yes, cái resort này được bao bọc xung quanh bởi núi non và những cảnh rất là đẹp, nhất là cái cảnh của Olympic Valley. Thành ra là gia đình của mình rất là thích, bởi vì mở cửa phòng ra là mình có thể ngắm toàn cảnh của Olympic Valley. Rồi mùa đông thì người ta sẽ trượt tuyết ở cái núi đó, nên thú vị lắm. Đây là cảnh đẹp trên đường đạp xe của mình nè. Vừa đạp xe mà vừa quay nó rung quá. Đó, mọi người coi cảnh đẹp xung quanh nha. Hôm nay gia đình của Thảo đang ở tại cái resort Swart Creek, một trong những resort rất là nổi tiếng. Cách cái Lake Tahoe chừng vài phút thôi, nhưng mà đây chính là cái Olympic Valley, cái thung lũng Olympic mà người ta tổ chức các cái buổi trượt tuyết mỗi khi mà mùa đông đến. Thì thường là ở cái Olympic Valley đó là họ sẽ tổ chức trượt tuyết, nên là cái resort Swartz Creek nó rất là nổi tiếng ở tại Lake Tahoe.
và hôm nay gia đình Thảo thuê xe đạp để đạp từ cái resort đó ra hồ, ra Tahoe, chỉ có khoảng chừng 5 miles thôi, cho nên là rất là thú vị. Và dọc đường đi thì cảnh rất là đẹp như thế này nè. Đó, ba với mẹ thay nhau chở em Talia, là tại vì em vừa muốn có ba mà lại vừa muốn có mẹ nữa. Đây, mình đã thấy được cái hiệu rất là đặc trưng của các cái cuộc thi Olympic ha. Và nơi đây là tổ chức các cuộc thi Olympic về bộ môn trượt tuyết. Wow, đẹp chưa? Ở dưới kia là dòng sông. Wow, cảnh đẹp quá. Ngoài kia là dòng sông. Wow, mọi người có thấy được cảnh dòng sông ngay đằng sau lưng Thảo chưa? À, đẹp quá ha. Cảnh vật rất lãng mạn, trữ tình. Đó, đi phía trước Thảo là Papa. Papa đang chở Talia. Talia gió mát mát yêu yêu ngủ rồi. Đây, Papa đang chở Talia đó. Em không lo ngắm cảnh mà em lo ngủ rồi. Cố lên Papa. Em bé đạp nè, thấy thương không? Em bé đạp nè, thấy thương không? Yeah. Cảnh đẹp quá nè. Wow, nice. Come hand. No. Oh. Talia thì đang ngủ rồi. Chắc gió thổi. Get your golf now. Okay, go. Cái sân golf nổi tiếng lắm anh. Yeah, I see. Đó. Cái resort này nổi tiếng cái sân golf này nữa. Ngoài cái Olympic Valley rất là nổi tiếng về bộ môn trượt tuyết thì cái resort mà gia đình Thảo đang ở đó lại là một nơi rất là nổi tiếng bởi sân golf. Đẹp lắm. Đây là khuôn viên của resort đó. Toàn bộ đây là khuôn viên của cái resort nơi mình ở hết. Rất là nhiều hoạt động. Mùa hè thì họ có nhiều hoạt động thể thao, và mùa đông thì họ nổi tiếng Olympic về trượt tuyết. Wow, sân golf á. Sân golf đẹp quá. Cái resort này nó rất là nổi tiếng bởi cái sân golf nó lớn, và họ có thể đánh golf cả một cái khu vực hồ như thế này luôn.
Wow, đẹp quá. Sân golf gì đâu mà thật là đặc biệt. Là có thể nè, đánh chung với lại đàn vịt luôn à. Đánh golf và đánh cung với là đàn vịt luôn. Cô áo hồng nãy giờ đánh golf giỏi quá. Đang trên đường đi thì thấy có một cái chỗ cảnh đẹp quá đi, thành ra là phải dừng lại để quay video và chụp hình cho quý vị xem đây nè. Đấy, chờ Thảo một chút nha. Đây. Đằng sau lưng Thảo đó, cảnh đẹp quá trời luôn. Đây, trên đầu Thảo đang đội một cái nón có cái hình của nguyên một cái Lake Tahoe đó, làm kỷ niệm nhân dịp lần đầu đến với lại Tahoe. Bây giờ thì Thảo sẽ giới thiệu cảnh một vòng cho quý vị xem thử nha. Ok, bây giờ là mình sẽ tìm hiểu xem là cái chỗ này là chỗ nào nha. Tại vì là vô tình trên đường đi thôi, thấy đẹp quá cho nên là dừng lại. Rồi mình biết tên chỗ này rồi, Emerald Bay State Park. Và đây là một trong những chỗ để cho người ta leo núi, chắc là cái trail nó ở đây. Và Thảo nghĩ là cái trail ở trong đó, đi lên đó. Yeah, đúng rồi, thấy mọi người từ ở trên đó đi xuống nè. Đó, cái trail để leo núi. Và ở ngoài kia rất rất là đẹp. Để Thảo quay cảnh ở ngoài cho mọi người xem thử ha. Wow, nice. Thật là vui cùng với lại gia đình của mình. Và sẽ trở lại vào một ngày sớm nhất, bởi vì Lake Tahoe quá yên bình và quá đẹp. Hy vọng rằng những clip mà Thảo gửi về Lake Tahoe đã làm quý vị thật là thú vị và cùng đi du lịch với Thảo. Nhớ bấm subscribe, like, share, comments và thả tim thật nhiều cho kênh Thanh Thảo Official nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.